Trời ơi, dễ quá vậy. Đúng rồi, đúng, đúng rồi, đúng. Mình chơi giống đâu, đúng rồi. Bây giờ sao mạnh quá vậy? Chung, chung, chụp lại, chụp lại, chụp lại. Ê, 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 mặc kính gì quá trời, đâu gì vậy? Đây nào, cái gì kìa? Nào, cái gì kìa? Ê, 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 dính gì vậy? Ủa, ủa, đồ xa lên. Đừng, đừng, đồ xa. Ủa, sao dính gì vậy? Ủa, kìa. Ủa, cái củi cho nè, dính rớt mặt kìa. Ai biểu làm chậm quá chi, giờ người ta làm xong rồi, người ta qua, người ta phá. Yakun Lady, công việc bán hàng dành cho phụ nữ. Bây giờ nè, có nghĩa là trong vòng thời gian 2 phút, ai quơ đổ hết tất cả nước trên bàn trước thì là người đó chiến thắng. À, chơi cái vòi này. Dạ đúng ạ. Quơ đổ của mình thôi anh, đừng có quơ đổ của đội bạn ạ. Oh my god. Ai cái vòi này đổ để làm cái gì? Đó, nè anh có trái chanh trong đây nè. Anh phải làm sao mà để rớt hết nước ở trên bàn thì là người đó thắng. Dạ, hơi căng nha. Dạ. Làm sao để rớt hết nước trên bàn là người đó thắng? Nhưng mà có luật lệ gì nữa không? Nhưng mà phải dùng vòi hay là dùng gì? Dạ chỉ dùng cái này thôi, không dùng cái gì hết. Không dùng cái gì hết. Dạ. Không có được dùng cái khác, chỉ được cái vòi thôi. Chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Đó. Đó. Chỉnh ra. Đó. Né rồi, né rồi, né rồi. Phải coi nha, ai trước nha. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Đừng có giật cái bàn, đừng có giật cái bàn, không được gà tay. Đó, anh lau còn 3 chai. Anh lau còn 3 chai. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Từ từ, rồi anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh ơi, nghỉ thắng luôn rồi. Nghỉ thắng luôn rồi. Nghỉ thắng luôn rồi. Còn một chai, còn một chai. Bạn hãy ôm đối thủ một cái và sau đó lấy cái đồ bột tóc. Thả em ra. Trời ơi, dễ quá vậy. Đúng rồi, đúng, đúng rồi, đúng. Mình chơi giống đâu, đúng rồi. Bây giờ sao mạnh quá vậy? Tỷ số đã hơi nghiêng về Hải Triều chút xíu, nhưng mà để cho Quang Trung chơi một bàn danh dự nha. Chị, nhưng mà anh Hải Triều chơi bằng hết sức bình sinh. Ủa, bình sinh của em bao nhiêu có, em cũng đẩy muốn chết. Trời đất ơi, nó còn uống dẻo nữa thấy không mọi người? Nếu bây giờ mà em thắng là què đúng không chị? Ý, giỡn hơn. Ủa, vậy thôi em thua cho rồi, chơi chi cho em mệt vậy. Rồi, bây giờ thôi chơi danh dự đi. Chơi lên thông thả nhẹ nhàng, chụp cái về đi ha. Đó, nhà mình thôi kệ đi. Lúc này ai chơi dằn co mệt là nghỉ nha. Rồi. Chơi phải đàng hoàng, phải sang trọng lên. Để khán giả họ coi chương trình nấu ăn, họ coi gì họ cũng bị mệt đó.
Nhẹ nhàng thôi cho mọi người dễ thở. Lượt tiếp theo. Dạ. Đi thông thả. Dạ. Nhẹ nhàng lên. Ôm Tường Vi một cái. Và lấy cái. Cái gì? Và cái lấy gì? Cái. Cái gì? Cái lượt. Không, không nói nhiều nữa. Ở bên đây là hấp rồi nha. Ê, qua bờ phải kia Phúc ơi. Ok. Bên đây lẹ lên nha, bên kia hấp luôn rồi đó. Ê. Ê. Ê, mặc kính giữa chợ đâu? Cái gì vậy? Lên lao chó. Lên lao. Cái gì kìa? Lao ơi. Kính gì? Ủa, đồ stylist. Đừng làm. Đừng đồ stylist. Ủa, sao dính gì thiệt á? Ủa, chợ đâu kìa? Ủa, cái mũi chó nè, rớt mặt kìa. Ai biểu làm chậm quá, chi giờ người ta làm xong rồi người ta qua người ta phá đó. Ngon quá ta. Ngon chứ. Ngon vậy? Ngon chứ. Ngon vậy? Trời ơi. Trời, người ta còn dọn chương trình nhạc nữa mọi người ơi. Nhạc lên rồi ạ. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ê, cái đó nhiều quá. Muốn chơi. Muốn chơi. Trời ơi. Anh chơi sẽ né. Đi lên đây với em nè. Ôi. Em nghĩ mình bị anh đạp quá. Nè, cả bốn bạn ra đây. Ghê đứng. Ghê đứng. Ra đây đứng. Đó. Ra đây luôn. Ra đây luôn. Không được, tôi không chấp nhận. Cái chuyện mà làm dơ nguyên cái bếp của tôi là tôi không chấp nhận rồi. Thời gian 2 phút thì 2 phút ai luôn mà lắc được nhiều số hơn thì người đó thắng. Yeah. Nghị, cái này là tới 2 tay lận. Thôi bây giờ bên kia người ta đã lên tới trên đầu rồi thì bây giờ 2 tay thì cũng quá là đơn giản. À, tôi hỏi anh Nghị nha. Dạ. Anh làm giờ việc anh làm 2 tay hay 1 tay? Dạ, có việc em làm 2 tay, có việc em làm 1 tay. Thì bây giờ anh phải làm 2 tay. Dạ. Rồi. 2 phút. Ủa đâu có gì cho chụp tay, còn đâu cho chụp tay. Kệ anh chán quá kìa. Kệ cha tôi nó rành trên đầu mà. Nhưng mà anh chơi gì đó không nhảy số nha. Anh phải lắc mạnh lên nó mới nhảy số. Lắc mạnh lên. Anh ơi, chứ có nhảy số kìa. Mỗi cỡ. Mạnh lên nữa. 2 phút nha. 2 phút. Hồi nãy giờ em thấy là nó chưa có lên số đó. Bây giờ anh phải quay mặt ra ngoài nè. Quay mặt ra ngoài đó. Nó bị tuột à. Bây giờ còn cho nó mất thời gian. Không có được như vậy. Nó bị mất thời gian. Đâu có được. Anh chơi chứ ai chơi dùng tay kìa. Đúng rồi, phải lắc đi. Trời ơi. Trời ơi. Hai phút chưa? Còn 50 giây, 50 giây, 50 giây. Hết chưa? Dạ, dạ, còn 40 giây. Tôi hết tóc rồi. Tóc 145.000 của người ta. Trời ơi. Nào, Trang Hoàng. Đây nè. Trời
trời, giống như gội đầu vậy trời. Anh bò đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Alo.